Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt dự án Hành trình xanh, môi trường xanh, năng lượng xanh. Đây là dự án được thực hiện với mục tiêu kêu gọi cộng đồng cùng tham gia bảo vệ sức khỏe và môi trường sống, cổ vũ lối sống lành mạnh, cân bằng, hòa hợp với thiên nhiên. Dự án này sẽ đi sâu vào các hoạt động thực tiễn thiết thực đối với các doanh nghiệp và địa phương, lan tỏa khắp 36 tỉnh thành trên cả nước và vươn tầm quốc tế. Đồng hành cùng dự án là các đại sứ xanh, những người tiên phong thực hiện lối sống xanh, cân bằng và thân thiện với môi trường, truyền cảm hứng và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường tới cộng đồng xã hội. Tất cả góp phần đẩy lùi ô nhiễm môi trường, chung tay kiến tạo nền kinh tế xanh. Dự án sẽ phối hợp cùng cuộc thi Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam trong việc truyền tải thông điệp và lan tỏa sứ mệnh về bảo vệ môi trường tới nhiều quốc gia trên thế giới thông qua các đại sứ xanh.